Video này Huyền sẽ hướng dẫn các bạn cách trình diễn trang phục áo dài. Kỹ năng trình diễn trang phục áo dài là một kỹ năng cực kỳ quan trọng đối với người mẫu, vì khi bạn tham gia rất là nhiều show diễn phải diễn trang phục áo dài, và đặc biệt là nếu các bạn muốn tham gia các cuộc thi thì bất cứ một cuộc thi nào cũng sẽ diễn trang phục áo dài các bạn ạ. Đặc biệt là từ những cuộc thi như cuộc thi cấp quốc gia là cuộc thi hoa hậu, đến những cuộc thi nhỏ hơn như những cuộc thi hoa khôi ở trường, hoặc là cuộc thi cấp ngành như ngành điện lực này, ngành giáo dục này, trang phục áo dài chỉ có Việt Nam mới có. Vậy nên khi trình diễn trang phục áo dài nó sẽ phải theo quy chuẩn của Việt Nam. Như các bạn đang thấy, Huyền đang mặc một chiếc áo dài cách tân. Đương nhiên khi mặc một chiếc áo dài cách tân thế này thì nó sẽ diễn không bị cứng nhắc như áo dài truyền thống, nhưng mình vẫn phải giữ cái nét riêng của áo dài khi trình diễn trên sân khấu các bạn ạ. Lưu ý phần đi ở trang phục áo dài thì chúng mình sẽ có hai lưu ý. Một đấy là chúng mình sẽ bước đi uyển chuyển. Với các bạn nữ sẽ phải đánh hông nhiều. Với các bạn nam thì đi cái bước đi của các bạn sẽ phải rõ ràng nhá. Rồi, từng chân một ạ, chân trái trước ạ. Một, bước lên ạ, đánh hông. Các bạn nữ, hai, ba, bốn. Các bạn đi tốt hơn rồi đấy, đánh hông đi Tiên ơi. Năm, sáu, tiếp, bảy. Mũi chân thẳng nhá, bẻ vai ra. 8. Đan ở phía trước người cho chị, và không để chống tay vào nhau nhá. Đan trước bụng này, hai chân trụm này, đi chân trên một đường thẳng này, bước lên này, đánh hông luôn này. Bước chân nào đánh hông bên đấy, chân trên một đường thẳng. Tiếp, đổi bên, tiếp. 3. 4. Nhấc gót đằng sau. 5. 6. Rồi, dừng. Và chị có một lưu ý đối với các bạn, chị có thấy là chân chúng mình bị run run ấy, thì với các bạn nữ, khi mà chúng mình đi catwalk trang phục này thì chúng mình nhớ này, dồn trọng tâm về một chân thôi, chân đằng sau chúng mình phải co gót lên nhá. Rồi các bạn ơi, các bạn lùi lại, chúng mình sẽ đi lại một lần nữa. Còn các bạn nam lần này các bạn cũng sẽ đi luôn cùng các bạn nữ nhá. Các bạn nam thì vẫn giống y hệt những trang phục khác, đó là các bạn hai chân sẽ song song nhá. Hai chân song song. Cái cách để tay của áo dài của nam ấy thì nó rất là đơn giản. Vì khi mà chúng mình để tay này, cái cách hai chân chúng mình mở bằng vai, một này, một tay nắm hờ ở trước bụng. Các bạn nam trước ạ, các bạn nữ từ từ ạ. Các bạn nam trước nhá. Một này, một tay nắm hờ ở trước bụng. Và cái điểm nắm hờ nó sẽ là cách dồn. Chúng mình sẽ không áp sát vào người nhá, nó sẽ cách dồn này. Một tay nắm hờ để sau lưng, mở vai thẳng lưng. Và khi mà ở dáng này thì chúng mình có thể đứng chính diện, đứng nghiêng trái, nghiêng phải, và nghiêng 3/4 vẫn hướng về phía khán giả. Chúng mình sẽ đừng nghiêng quá, thế này không đẹp. Chúng mình sẽ nghiêng để thế nào 3/4 hướng về khán giả phía trước. Rồi đây là cách thứ nhất. Cách thứ hai là một tay chúng mình nắm ở trước bụng, một tay chúng mình thả lỏng. Khi mà thường là chúng mình sẽ sử dụng khi chúng mình đi một mình. Đó, đây là hai cách để tay cơ bản của các bạn nam. Còn các bạn nữ, bây giờ chị sẽ hướng dẫn. Các bạn nam sẽ để vào dáng áo dài giúp chị nhá. Các bạn nữ, chúng mình về chân dáng cơ bản giúp chị. Khép đùi này, nhìn chân này, lưu ý mũi chân ở đằng trước thẳng, chân bên kia check để giữ trọng tâm tốt hơn. Rồi bây giờ nữ sẽ có 3 cách để tay cơ bản. Một là chúng mình sẽ đan tay vào với nhau, bẻ cổ tay lên. Và các bạn ơi, các bạn đừng để thụt cổ tay xuống như này, trông rất là buồn cười, nó không đẹp. Chúng mình sẽ bẻ cổ tay lên. Và cái điểm đẹp nhất cả nam cả nữ để tay của áo dài đó là cách dồn của chúng mình. Cứ dồn chúng mình ở đâu, chúng mình sẽ để cách ở đấy. Cái cách để áo dài tay thứ hai nhá, là chúng mình sẽ mở tay lên, chúng mình đưa tay vào và nắm hờ. Chúng mình sẽ không nắm chắc và chúng mình cũng không để thuột ra này, cho rất buồn cười. Chúng mình sẽ nắm hờ, bẻ vai mở. Cách thứ ba đó là một tay chúng mình để trước bụng, và nhớ nhá, ngón cái và ngón giữa sẽ gần nhau, để trước bụng. Một tay chúng mình sẽ cầm tà, cầm tà đẩy cổ tay ra này. Rồi các bạn làm đúng rồi đấy. Lưu ý là cầm tà, chúng mình sẽ cầm tà sau, và chúng mình sẽ không dang rộng ra thế này, mà chúng mình là cầm nhẹ nhàng và đẩy cổ tay lên. Đây ba cách để tay của các bạn nữ nhá. Rồi tay thả lỏng đi, rồi chúng mình sẽ bắt đầu từ dáng một trước này. Mở vai, mặt thả lỏng nhá các bạn nhá. Chân Trang ơi, Trang đánh hông này, Trang này. Rồi các ba dáng cơ bản của áo dài. 1 2 3
Ok, tốt đấy. Trình diễn trên sân khấu ấy, các bạn thấy rằng tay nó quá đơn giản đúng không? Thực ra là mấy bé ấy khoảng tầm 4 tuổi, 5 tuổi các bạn, các em, các con ấy học cái phần này rất nhanh, tay rất nhanh. Nhưng mà cái quan trọng nhất của áo dài khi mà lên sân khấu ấy, nó đẹp nhất ấy, thì chính là cái phần chúng mình cầm tà xoay như thế nào, biểu diễn ra làm sao, nó uyển chuyển ở cái tà của áo dài. Vậy nên bây giờ chúng mình sẽ tập phần tà nhá, phần xoay nhá. Các bạn lưu ý này, chắc là các bạn đứng dịch lên đây một tí đi thì cho dễ xoay. Rồi, giờ các bạn lưu ý nhá. Ôi chết rồi, sao giọng rồi. Khi mà chúng mình tập phần xoay của trang phục áo dài, đối với tất cả các bạn nữ, đó là chúng mình sẽ cầm tà sau. Nhiều bạn nhầm là các bạn ấy tầm cầm tà trước các bạn nhá, trông rất xấu, kéo ra hở quần ấy, rất xấu luôn. Luôn lưu ý, nó rất đơn giản thôi, nhưng mà có những bạn lên sân khấu trình diễn đi thi đã cầm tà trước rồi các em ạ. Thế chị phải nhắc rất kỹ để các em không bị nhầm. Chúng mình sẽ cầm tà sau. Và nên cầm nhá, không ai bắt buộc, nhưng chúng mình nên cầm bằng ngón cái và ngón giữa. Tay sẽ đẹp hơn là ngón cái và ngón trỏ, nhìn không? Nhìn thấy không? Kiểu bắt chân chuột ok không? Nào, cầm ngón cái và ngón giữa, đẩy cổ tay, cầm nhẹ nhàng đẩy cổ tay lên này. Chứ không cầm như kiểu thả diều thế này, bay, không phải. Cầm đẩy cổ tay lên. Và khi chúng mình xoay, chúng mình sẽ xoay thành hai bước. Chị sẽ xoay trước cho các bạn xem nhá. Bước đầu tiên chúng mình sẽ xoay nửa vòng, tung tà, mắt nhìn khán giả để tương tác với khán giả. Cầm tiếp tục, cầm tà sau. Xoay lần thứ hai, xoay, đưa tay về. Có hai bước thôi, đơn giản mà đúng không? Ủa, sao không ai là... Nó sẽ là có hai vòng xoay, một vòng là nửa vòng, còn một vòng là một vòng lớn nhá. Chúng mình sẽ xoay lần đầu tiên. Rồi, một, bước chân trái lên, đẩy người về phía trước, đánh hông. Hai, bước chân phải, bước nghiêng sang, đẩy trọng tâm vào chân phải. Ba, xoay, nửa vòng, tung tà ra nhá. Rồi, tiếp này, chúng mình lại cầm tà đằng sau. Một, bước chân về phía sau, đẩy trọng tâm về phía sau. Hai, bước chân nghiêng lại, xoay, đưa tay về. Khi mà chúng mình tạo dáng trên sân khấu ấy, có thể là nữ đã diễn xong rồi, thì chúng mình sẽ xoay về một cách cơ bản, đó là đưa chân về phía sau, đẩy trọng tâm phía sau, xoay người đi về, đi. Đấy là cách một ạ. Cách thứ hai xoay về, đấy là thường khi mà chúng mình diễn đơn, không có nữ ấy. Vì khi mà có một bạn nữ diễn cạnh các bạn mà các bạn lùi ba bước ấy, thì tự nhiên nó sẽ không khớp nhịp với các bạn nữ. Thì khi mà với các bạn nữ thì các bạn nên sử dụng cách một, đó là chỉ lùi một bước xong đi về. Còn nếu mà chúng mình có thoải mái để diễn đơn và chúng mình muốn có nhiều ảnh hơn thì chúng mình có thể lùi 3 bước nhá. 1 này, 2, 3, xoay, đi về. Đúng rồi ạ, các bạn làm lại cho chị một lượt ở đây ạ. Cách 1 trước ạ. Cách lùi 1 bước trước ạ. Và mặt sẽ phải trả lại với khán giả. Về. Biểu cảm mặt. Phần này là một phần cực kỳ quan trọng khi trình diễn bất cứ một trang phục nào. Thường thì chị thấy là các bạn rất dễ để có thể bắt chước khi mà diễn một trang phục nào đó. Ok, xem một cái clip xong chúng mình sẽ làm theo thì chị thấy rất dễ. Nhưng làm thế nào để có gương mặt phù hợp với trang phục đấy thì có vẻ là chúng mình chưa tìm hỏi hiểu nhiều lắm. Thì cái trang biểu cảm mặt của trang phục áo dài với cả nam cả nữ, đó là biểu cảm mặt tươi. Và với những bạn mà răng đẹp ý, thì chúng mình có thể cười hở răng. Còn với những bạn răng không đẹp như chị hoặc là niềng răng thì chúng mình sẽ cười mỉm. Và cười mỉm thì sẽ cần rất là nhiều cái yếu tố, đó là mắt cười như thế nào, môi cười ra làm sao để cho khán giả nhìn vào mình, khán giả thấy mình đang tươi tắn thật sự chứ không phải là gượng gạo. Thì các bạn hoàn toàn có thể tập bài này, những cái bài biểu cảm mặt này với những cái bài mà chị đã có đăng lên rồi và có tập cho các bạn rồi. Thì bây giờ nhá, chúng mình sẽ tập cái phần biểu cảm. Các bạn sẽ cười thử cho chị và chị sẽ đi chỉnh cho các bạn. Các bạn sẽ cứ cười thế nào cho thoải mái với các bạn nhá. Để tay áo dài đấy, em thì phải cười mỉm đấy. Em cười hở răng đẹp ấy, mắt tươi lên. Đỡ tay này, hai xòe ra này, bẻ cổ tay ra phía trước này. Một ngón tay để vào đây này, thấy không? Một ngón tay đỡ quạt. Chúng mình có thể đỡ tay ở phía dưới thế này. Rồi nhá. Ba, đưa lên này. Che nửa mặt nhá, đừng che cả mặt thế này. Che nửa mặt nhá. Đó. Chúng mình sẽ làm như thế nhá.
Và cả các tất cả các bạn chúng mình sẽ cùng tập với quạt nhá các bạn nhá. Và các bạn ơi, nhìn vào gương này. Khi mà chúng mình các bạn nào sau tí nữa chị hô và các bạn sẽ cũng tạo dáng luôn nhá. Các bạn ơi, khi mà diễn trang phục áo dài thì chúng mình có rất là nhiều phụ kiện có thể sử dụng với trang phục áo dài khác nhau. Thì một trong số đó đó là quạt. Ngoài ra thì các bạn nữ có thể cầm thêm hoa này, cầm đèn lồng này. Chúng mình cũng có thể là cầm rất là nhiều cái phụ kiện khác, cầm những cái túi vải mà nhà thiết kế có thể chuẩn bị cho chúng mình. Ngày hôm nay chúng mình có một chiếc quạt ở đây. Thì chị sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng và cách tạo dáng với chiếc quạt này nhá. Rồi một này, các bạn có thể lấy tay đỡ quạt này, đánh hông này. Và nhớ này, cái tay cầm ở dưới nó sẽ thấp hơn cái tay đỡ ở trên. Chứ đừng đỡ bằng này, hoặc đỡ ngược này rất xấu. Đỡ thế này, một ạ. Hai, xòe quạt ra, bẻ cổ tay đằng trước, một ngón trỏ đỡ quạt, một tay để ở dưới đỡ quạt ở trên ạ. Rồi, ba, đổi chân, che nửa mặt nhá. Được rồi, cảm ơn các bạn. Các bạn ơi, bây giờ chúng mình ngoài cái việc đi đơn ở trên sân khấu thì các bạn sẽ có phần đi đôi nữa. Và khi mà các bạn được chia đôi cho nhau, được xếp đôi cho nhau ấy, thì các bạn sẽ cái việc đầu tiên là các bạn sẽ bàn tuyến với bạn còn lại là chúng mình sẽ thích đi thẳng hay gì. Đấy là với những khi mà các bạn đi trình diễn, đi thi. Còn khi mà các bạn dẫn đồ của nhà thiết kế thì đương nhiên là nó sẽ có cái tuyến sẵn rồi. Thì bây giờ chị sẽ coi như chị sẽ là nhà thiết kế và chị sẽ mời các bạn là sẽ chỉ đi tuyến thẳng thôi. Các bạn sẽ đi từ hai bên cánh gà, có nghĩa là bắt đầu từ Dương và em đi ra giữa, tạo dáng với nhau, đi thẳng lên đỉnh sân khấu, tạo dáng, bạn nữ tạo dáng thoải mái, bạn nam tạo dáng. Sau đó chúng mình cùng quay về, tạo dáng ở điểm cuối này, tách nhau ra. Nhá. Thế thì chúng mình sẽ đi từng đôi một. Và nhớ này, khi mà đi đôi, cái điểm quan trọng nhất ấy, là một là cái sự bàn bạc với nhau. Và cái điểm thứ hai cực kỳ quan trọng, đấy là có tương tác. Có tương tác là gì? Không thể nào mà như hai bạn như hai đường thẳng song song đi thẳng, đi từ dưới đi lên đi thẳng được. Mà chúng mình sẽ có tương tác với nhau, có thể là có những cái tạo dáng chung với nhau, hoặc là có tương tác bằng ánh mắt, không nhất thiết là phải bằng hình thể nhá. Thì bây giờ sẽ từng đôi một. Để trình diễn được trang phục áo dài nó không quá khó, nhưng các bạn cần biết những kỹ năng cơ bản của người mẫu. Nếu các bạn chưa biết về những kỹ năng cơ bản của người mẫu, các bạn có thể xem video trước video này các bạn nhé. Và nếu có bất cứ thắc mắc gì về cách trình diễn trang phục áo dài hoặc các trang phục khác để các bạn tham gia các cuộc thi, tham gia các hoạt động ở trường, ở cơ quan, thì các bạn có thể comment ở bên dưới giúp mình. Và hãy ủng hộ chúng mình bằng cách hãy sub kênh của chúng mình các bạn nhé.